Cái lần 2 bắt. Blackpink. Món này là gì? Dạ đồ, album. Album gì? Album Blackpink. Các là fan của K-pop hả? Dạ, fan Blackpink. Ồ, mấy năm rồi? Dạ, có biết mà. Biết nghe từ năm mấy tuổi? Dạ, nghe từ 2018. Năm nay năm nhiêu? 2022 là mấy năm rồi? Lộn, không bị cờ năm. Nhiêu? Dạ, năm 22. Là mấy năm rồi? Là 4 năm. Wow, fan cuồng 4 năm. 4 năm phải không? Đúng rồi, 4 năm. Bài nào mà các nghe Blackpink đầu tiên? Dạ, Du Du Du. Bài gần nhất? Bài gần nhất Tay Burger. Ủa, chứ mày Pink Venom hả? Ôi, bài đó nó cũng... ăn cái hộp điệu nghệ quá. Trời ơi, làm như nó có mùi vậy. Wow, thẻ. Hối lẻ đi, mọi người nôn nóng quá. Từ bây giờ mình phải nhẹ nhàng từng cụm thôi. Trời ơi, cầm cái đồ rạch mà rạch một cái nó rách là xong luôn đó nha bạn. Hồi hộp quá mọi người ơi, fan K-pop. Có ước mơ đi Hàn Quốc gặp mấy con không? Dạ, được đi Hàn Quốc đó nhưng mà chưa chắc gì à. Trời ơi, trời xui đất khiến mình sẽ gặp thôi. Rồi. Bắt đầu hồi hộp. Nếu như món quà này mà như ý thì rất là tuyệt vời, mà không như ý thì sẽ sao đây? Buồn không? Để đành đập luôn hả? Cái này mua đâu chị, mọi người mua nè? Shopee, JB. Đặt sao? Đặt Shopee. Nè đây, cái đường mở đây. Xoay dở hoài sao chưa mở được vậy? Trời, anh bung người ta phải gói kín đáo chứ. Mà cái này là cái gì vậy? Cái đồ gỡ này cái mua đâu hay vậy? Ở trên Shopee. Tất cả mọi thứ trên Shopee. Fan cuồng của Shopee hả? Gói kỹ quá. Thành viên kim cương đó. Wow, vậy luôn hả? Các thành viên kim cương là ba cũng tốn tiền nhiều kim cương lắm rồi đó nha. Ba mới thành viên à. Trời đất ơi, nhức inox. Đâu, đưa lên coi nó là cái gì. Trời ơi, sticker nè, 10 điểm. Nhẹ thôi. Sợ lắm. Trời ơi, ba em... Trời bà chín rồi gì mà mạnh mẽ vậy, chế nha. Rồi gì nữa? Bà bù lại bà xú không được. Đâu, bà xú đâu. Bà chí xú nè. Wow, trời nhìn nữ. Trời ơi, không có bà lý gì hết trơn, bà rối nhiều vậy. Người ta. Ủa, sao thiếu vậy? Sao thiếu một bà vậy? Dạ không, cho random. Trời ơi, người ta nhìn có, nhìn mạnh mẽ gì mà kêu người ta xính xúa. Wow, áo hoodie nè. Wow. Nhẹ tay thôi. Khoan, còn bà này chưa coi. Nhẹ tay thôi. Sticker dế này rố cũng được. Đâu, gấp quá không thấy kịp. Nè, yeah. Rose. Jenny. Trời, lại wow. Là Jenny nhất cái nát. Jisoo. Wow. Rồi cái này là top ladder nè, top ladder. Có cái lỗ này là mình có thể máng được nha. Máng vô đâu? Máng vô cặp đâu đó. À. Siêu nè. Thêm một cái top ladder nữa. Như đây thôi là mấy trăm ca đó hả? Lại là sticker. Rồi, sticker Blackpink cái này là lía nha. Lía này đó, thấy chưa lía. Nói chung nó là lía và rố. Nhóm này mấy người con? Dạ 4 người. Trời đất ơi, nhớ cái nát. Vậy là đẹp hả? Ừ, trời ơi. Cái gì vậy? Hồi hộp quá cho coi với coi. Cái gì vậy? Từ từ nghe. Một rồi. Ồ. Ba đố ba là ai? Đâu tí em coi. Jenny. Chứ tên gì? Lisa. Đẹp quá hả? Lisa ngầu quá hả? Đáo quá hả? Này là... Rose với lại Jisoo. Wow. Cái này là Jenny nè, cái đâu, này mới đâu? Là Jenny nè. Wow. Jenny bias của con. Wow, cái này nguyên nhóm không? Bias là gì? Bias là người con thích. Cái này là gì đâu chị coi, chỉ là người thôi. Đẹp quá hả? Đâu, tên. Jisoo. Ồ, đẹp quá hả? Lisa, Rose, Jenny. Ai là người đẹp nhất? Jenny. Các mày Jenny nhất hả? Wow, từ từ để cho mọi người coi nha. Nhẹ nhàng thôi. Wow. Rồi để đó đi. Wow, cái này dán được hả? Cái này cái gì đây? Blackpink. Rồi nè. Một bé đầu tiên. Cái gì vậy? Wow. Từ. Trời ơi. Ba cái album bự luôn hả?
Blackpink. Này là album Bonbin, album mới nhất, Versace màu hồng. Nó có 3 Versace nè. Versace màu đen, Versace màu xám. Versace là Versace đó hả? Là không biết giải thích với ba sao nữa. Thôi bây giờ mình mở chén này trước nha. Trời ơi, chén này nè, đẹp quá. Chế gì vậy? Chế gì lại vậy? Chén gì đẹp quá. Chén này mà hở nách quá. Gố gàng. Mở ra. Trời ơi mấy bạn ơi, đẹp quá mà mình chẳng biết này là gì. Mình không có mê cái nhóm này cho nên mình không có fan cuồng á các bạn. Còn khác là fan cuồng của cái nhóm này luôn. Wow. Hát một đoạn coi, lúc mở coi. I'm a type of từ 2, 3 lại. Con quên rồi. Thôi, mình coi dĩa thần tượng của mình. Trời ơi, đĩa CD. Ôi, cái này nghe được không? Được chứ. Nhà mình đâu có đầu đĩa đâu nghe, bỏ vô xe. Mà xe ba không có đầu đĩa. Thiệt luôn. Đừng có cầm vậy, hư cái đĩa. Cầm sao, thọt tay vô cái lỗ. Thôi vậy thôi, mình để mình chưng. Nhít nát. Từ từ nghe. Quá trời đầu tư rồi. Mù điểm. Rồi có hình không, mở coi. Rồi cái này là... Khoan, mở thuận chiêu cho mọi người coi luôn. Rồi. Wow. Chán nhị thôi. Wow. Wow, từ từ, phải cho coi từng tấm chứ. Chán nhị. Đó. Wow. Cái này nó vậy, wow. Đã vậy đó. Wow. Còn cái này là cái gì? Credit. Chắc nghĩ là ở Việt Nam có nhiều bạn mê nhóm này. Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Thẻ Channy. Thôi ra. Channy đẹp, Channy ngọt, Channy đẹp. Ủa giờ sao chài vậy lên, sao chài vậy đẹp hơn nè. Có may mắn gì đó. Ôi là nguyên cái thùng của... Ôi một kho báu bên này nữa. Cuồng quá vậy. Channy cute, Channy ngọt rồi đó. Rồi thẻ đầu tiên nè. Rồi nè. Nặng hả? Nặng có hình đẹp không hả? Che lên là bóc. Rồi che lên đúng rồi. Kéo lên đúng rồi. Một. Hai, ba. Cái gì vậy? Cái gì? Đâu? Chết rồi, trong rồi. Đẹp quá, chính gì ơi. Rồi cái này là cái gì đây? Đâu thể hiện mặt đẹp lại coi. Đẹp quá hả? Wow, đây là gì? À, lyric của Bonbin. Lyric nha. Wow. Vậy là mình sẽ có lyric để mình hát. Mà thôi nhìn nhức đầu quá à. Thôi kệ nó đi, bỏ qua ha. Rồi nhẹ nhàng. Rồi cái tấm bộ nè. Cái tấm bộ hồi nè. Hồi hộp chết luôn á. Từ nha. Trời ơi, một cái poster. Wow. Đã quá hà. Hung thần tượng cái coi. Coi còn cái gì không? Ba bộ như vậy luôn hả? Này khui chắc tới sáng. Rồi hết rồi đó. Cô chính gì ít vậy thôi cũng được, không cẩm rồi. Trời ơi, nhít nát. Bây giờ cái này nó mới quan trọng nè. Cái này là trong đây nó sẽ có đĩa CD. Cũng có một cái quyển sổ như vậy. Nó sẽ có thẻ của Blackpink. Nhưng mà nó sẽ ngẫu nhiên. Thấy chưa, hát được một bài đó nha. Hai. Với lại là mình phải cầu mong là Jenny hoặc Lisa nha. Jenny hoặc Lisa. Hát một câu vô lúc mở nó mới ra được hay. Mắc cười quá. Thôi hát đại đi. Nhẹ thôi. Trời ơi, mùa sắp nói. Mùa đồ mới hả? Ôi cái này cái gì lạ quá nè. Đừng đụng vô, nhẹ tay thôi. Nó lại chỉ nhẹ tay thôi coi. Nhẹ tay thôi. Nặng tay nha. Wow. Nhẹ tay thôi. Mình phải đổ ra chứ mình đừng có móc ra. Đó. Quá. Trong đây là thẻ đó. Thì mình bỏ qua. Wow, CD, là CD. Ủa, CD. CD này tên gì? CD này tên là Blackpink. Là cái album mới. Trời
Chột mèo quá, nó rớt ngay cái đít. Trời đất ơi, trời đất ơi. Là gì nữa? Đẹp quá hả? Đẹp quá. Trời ơi, rồi nhiều không? Quay qua đây, quay đây. Sao cho người ta coi? Trời ơi, Sandy, Sandy. Đâu, đâu, quay qua trên. Sandy, Sandy xinh đẹp. Wow. Trời ơi, ngầu quá, chín nè, ơi, chín nè. Rồi giờ, rốt xe, rốt xe. Gố xe, rồi cuối cùng là lía nè. Lía đâu rồi? Là lía đâu? Đây. Trời đất ơi, nó đẹp gì đâu. Đâu, xây ra cho mọi người coi cái coi. Wow. Đâu, một cái bự nữa coi. Đó. Wow. Thôi coi vậy đủ rồi, chỉ được mình con coi thôi. Ây chà, một cái nữa. Còn không? Hết rồi. Đây nè. À, cái này là mới bí mật cùng nè. Hồi hộp nha, hồi hộp nha. Lật ra, lật ra. Ôi trời ơi. Tổng bill hết này là nhiêu tiền? Nhớ không? 777 ngàn. Tiền đâu ra vậy? Dạ, tiền của ba. Trời ơi, vậy mà không cho tôi đụng. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Rồi đó, hết rồi đó. Rồi. Trời ơi, ôi, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp lắm, đẹp lắm, cái này đẹp lắm. Sticker Bombi. Sticker, này là sticker rồi. Này dán lên xe được không? Dán lên xe được. Chén này hoặc lý xà, chén này lý xà. Chén này lý xà, chén này lý xà. 1, 2, 3. Trời đất ơi. Đâu, đâu, đưa, đưa lên coi, đưa lên coi. Để im, để im. Thể hiện niềm vui, thể hiện niềm vui, chụp tấm hình coi. Thể hiện niềm vui, để im, chụp một tấm hình. Đâu, thể hiện quéo tay luôn á. Để im, đừng có nhúc nhích. Kiểu để im vậy đó. Rồi, móc 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 tay nữa. Trời ơi, lý sao. Nhức đánh, nhức nát, 10 điểm, 10 điểm. Trời ơi. Rồi, 1, 2, 3, quý. Ôi, đẹp quá. Cũng được. Đâu? Cũng được. Ôi, mặt quạo quá, mặt buồn quá, kiểu như đang đói bụng á. Ồ, có thẻ nha. Thẻ gì? Có thẻ nha. Đơn. Không dữ. Phải cho ba coi một cái chứ. Rồi nè, cho coi đầu tiên coi. Đã đụng vô con nghỉ chơi. Cho mọi người coi đầu tiên đi. Cái này cũng là lyric nha mọi người. Lyric hả? Lyric là lời nhạc của Black. Đâu mình thử đọc một bài coi. Ừ. Ý, không biết đọc luôn. Con biết đó nhưng mà lùi. Rồi. Đọc một câu thôi. Ui thần chú à. Lisa Jenny, Lisa Jenny. Nhưng mình mở cái con bé này trước nha. Ừ. Wow, cái này xấu rồi. Xấu, thất vọng quá. Trời cũng dễ thương chứ mà. Đâu, 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 dễ thương gì. Rồi. Hết chưa? Xin gì, xin gì, xin gì. 1, 2, 3. Sống ra chính gì vậy? Nè, giờ đây cái này là chén gì, chén gì. Cô ba, cho ba mở cái coi. Ờ, chén gì. Chén gì, chén gì, chén gì. Thất vọng luôn, không phải. Thôi kệ, cũng dễ thương, cũng thông cảm được. Cũng thông cảm được. Nói chung... hay là mình có cái này rồi. Thôi kệ, cũng được, cũng thông cảm được. Rồi bây giờ nguyên phần quà này vui không? Dạ, phải thêm mới vui. Thôi nha, hai món đó. Cái này là quà gì của ba tặng Cát đây? Dạ, quà Noel. Rồi, cảm ơn ba chưa? Quà sinh nhật tặng tiếp nha. Thôi khỏi luôn. Rồi bye bye, mình bye bye bạn nha, bạn đừng có dụ mình nữa rồi, các bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người nha. Sao nữa? Hơi bị đẹp đó nha. Hẹn gặp lại clip khác đi. Hẹn mọi người clip khác nha. Trời đẹp quá hồ. Nhất chính đất, nhất chính đất. Ha ha, cũng dễ thương thay, cũng không cảm. Sao? Trời ơi, đẹp. Trời ơi, coi hình Lisa mà quéo mấy con chân luôn vậy hả? Con có làm gì đâu. Quéo con chân gì luôn nhỉ. Đâu. Rồi, cười chụp tấm hình nè. Rồi, xong.